tôi rất là hân hoan khi mà tới đây được sự chào đón và yêu mến, ủng hộ của tất cả anh chị em. Và chúng tôi rất là cảm thấy xúc động và rất vui ạ. Rất là đông vui, đặc biệt là cảm ơn đến công ty Trầm Hương Nguyễn đã đồng hành cùng với chúng ta. Và mong rằng quý vị cũng sẽ yêu thương và đón nhận bộ phim của chúng tôi, Đóa Hoa Mong Manh, hôm nay premiere tại Sài Gòn và ngày mai chính thức trình chiếu trên toàn quốc ngày 12 tây tháng 4 ạ. Mea cảm giác lần đầu tiên được xem đã không khỏi những cái cảm xúc đã ùa về, và Mea chỉ muốn được xem phim mãi mãi thôi. Qua cái buổi premiere tại Hà Nội thì thấy là khán giả khen ngợi cái bộ phim rất là nhiều, cho nên thành ra là chú Duy nghĩ là khán giả Việt Nam cũng sẽ yêu thích cái bộ phim này cũng giống như là khán giả bên Mỹ. Quý vị hãy ra rạp để mà xem bộ phim Đóa Mong Manh để ủng hộ cho dàn diễn viên đây. Trầm Hương Nguyễn rất là vui khi được đồng hành cùng phim Đóa Hoa Mong Manh, đạo diễn là chị Mai Thu Huyền. Và cả nhà mình ơi, phim Đóa Hoa Mong Manh ở Mỹ đã được chiếu khắp tiểu bang trên nước Mỹ và đã đoạt được rất nhiều giải thưởng ở Mỹ rồi. Thì bây giờ cả nhà mình hãy ủng hộ cho cái phim Đóa Hoa Mong Manh được khởi chiếu tại Việt Nam nha cả nhà mình nha. Cảm ơn đến ekip của Trầm Hương đã đến đây để đưa tin về sự kiện ra mắt phim Đóa Hoa Mong Manh tại Sài Gòn, tại BSD quận 2. Hôm nay trở về với chính quê hương của chúng tôi tại Hà Nội và đêm nay tại Sài Gòn. Hết sức là vui mừng vì cuốn phim của mình thực hiện 100% quay ở California đã được trình chiếu ở Sài Gòn. Rất là vui khi được nghe Đóa Hoa Mong Manh đưa về Việt Nam. Thì có sự tham gia của Maya, ca sĩ, và hơn nữa là một người chị rất là tuyệt vời, đó là chị Mai Thu Huyền, là đạo diễn của bộ phim này luôn. Vì vậy cho nên là Kim Anh rất là nôn nóng chờ đợi để đón coi bộ phim Đóa Hoa Mong Manh này. Ngày hôm nay khi mà đến tham dự buổi ra mắt phim rất rất là hoành tráng, và em cảm thấy rất là tự hào. Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc và rất là vui cho chị Mai Thu Huyền. Hôm nay cũng rất vinh dự khi mà các diễn viên, ca sĩ của Việt Nam mình trên toàn cầu lại được lan tỏa trong những cái bộ phim mang giá trị đặc biệt như là Đóa Hoa Mong Manh vô cùng tuyệt vời. Rằng với cái sự náo nhiệt và sôi động tại thành phố Hồ Chí Minh thì bộ phim sẽ được lan tỏa rộng rãi tới toàn thể công chúng. Bộ phim cũng đã giành được rất là nhiều giải thưởng. Rất là hạnh phúc bởi vì khi được chứng kiến cái tâm huyết của một cái ekip đoàn làm phim đã dành cho Đóa Hoa Mong Manh rất là nhiều để tạo ra một tác phẩm điện ảnh đem đến với khán giả. Mong Manh là một trong những thể loại nó vừa mang tính kịch tính nhưng nó vẫn rất là hiện đại, nhẹ nhàng, đầy nghệ thuật và đầy cái xúc cảm cho người xem. Mình cũng đang rất là hợp tại vì bản thân Cường chưa hề xem được phim như thế nào luôn mà chỉ nghe là đó là một bộ phim được nhiều giải thưởng. Đó là một cái cảm xúc rất là mãnh liệt và rất tự hào. Hôm nay cảm xúc của Du đến đây thì Du cảm thấy rất là vui bởi vì gặp rất là nhiều đồng nghiệp chúc mừng cho bộ phim. Chúng tôi thật sự rất là biết ơn cũng như là rất là cảm động vì cái sự tận tình của công ty Trầm Hương Nguyễn đã đồng hành với chúng tôi từ những bước đầu tiên cho tới bây giờ. Phải nói rằng là rất là đông tất cả các khán giả, khách VIP, VIP, diễn viên, ca sĩ đã đến chung vui cùng chúng tôi. Em xin chúc cho chị Mai Thu Huyền và bộ phim sẽ gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa. Chúc mừng đến ban tổ chức cũng như là team của Đóa Hoa Mong Manh đã được thành công rất là lớn. Xin mời đại diện các đơn vị tài trợ, nhà tài trợ ba Trầm Hương Nguyễn. Chờ cái phim này thành công và chúc mừng đạo diễn. Và Johnny có nghe là cái phim này quay tại Mỹ hết. Johnny thấy rất là hay. Johnny chúc phim này thành công. Hương rất nóng lòng để xem thử ấn tượng tới mức nào. Cho nên là Hương xin chúc cho Đóa Hoa Mong Manh không chỉ mong manh mà phải thật là mạnh mẽ, gây tiếng vang lớn. Em rất vinh dự cũng như là vui và chúc Đóa Hoa Mong Manh được mọi người ủng hộ và được mọi người hưởng ứng cũng như yêu thích ạ. Thành công mong rằng quý vị khán giả và tất cả những ai yêu mến Trầm Hương và yêu mến phim ảnh hãy nhớ ủng hộ cho chúng tôi nha. Hương Nguyễn rất là háo hức khi là được đứng ở đây, cho nên là mọi người nhớ ủng hộ cho cái phim Đóa Hoa Mong Manh.
cảm xúc, coi như là tới phút 99 là sẽ có một cú quýt tiếp rất là hay luôn nha. Cả nhà mình nhớ đón xem tại tất cả cụm rạp ở Việt Nam tại ngày 12 tháng 4 này. Vì hãy nhích một chút thời gian của mình để đến xem bộ phim Đóa Hoa Mong Manh như thế nào nhé. Mình sẽ kêu gọi tất cả các chị em phải đi xem bộ phim Đóa Hoa Mong Manh vì nó quá tuyệt vời. Mong là bộ phim này khán giả sẽ đón nhận một cái thông điệp tình yêu rất là nhẹ nhàng. Khán giả ơi, hãy đến xem bộ phim này đi, bởi vì sự đầu tư rất là chỉnh chu và tất cả mọi thứ sẽ được tập trung cho cái bộ phim này. Em hy vọng mọi người sẽ đón nhận yêu thương, vé thật nhiều, rủ bạn bè người thân để xem bộ phim Đóa Hoa Mong Manh này nha. Mong đồng bào Việt Nam đã ủng hộ cho cái bộ phim này. Hy vọng rằng là quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho bộ phim Đóa Hoa Mong Manh. Mong là quý vị sẽ đến để ủng hộ cho Đóa Hoa Mong Manh ngày hôm nay. Và Hương mong là mọi người cũng sẽ tới ủng hộ phim Việt Nam. Và cả nhà mình ơi, nhớ ra rạp ngày 12 tháng 4 này tại Việt Nam, các cụm rạp để xem Đóa Hoa Mong Manh nha cả nhà mình nha. Đóa Hoa Mong Manh thành công rực rỡ. Anh muốn nói chuyện với cô ca sĩ mới. Có một nỗi buồn bí ẩn nào đó trong giọng hát của cô gái này. Lạ lắm, giọng cô ta không thể nhầm lẫn với bất cứ giọng một ai khác. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đống lửa hồng. Ủa, cô gái này là ai vậy? Cô ấy tên là Thảo. Cho ta nương nhiều lúc thở làm được phim ca nhạc, em phải đánh đổi điều gì đấy? Cần đêm trắng để chút vơi. Nếu Thảo có tâm sự cần nói, tôi sẵn sàng nghe đi. Thảo cứ coi tôi như là người tình của Thảo. Em yêu chị, em muốn được sống bên chị. Tôi không tiếc tiền bảo trợ tất cả những chương trình lớn nhỏ cho cô ấy. Rốt cuộc tôi nhận lại được cái gì? Tất cả những gì các thứ gây ra chưa đủ hay sao? Đừng quay về tới đây nữa. Tôi nhắc ông đập cuối, ông đừng biến Thạch Thảo, nàng thơ của tôi, trở thành xấu xí và tầm thường như vậy. Anh có thể yên tâm, vì nàng thơ của anh đã tìm được người đàn ông có thể lo cho cô ấy tất cả mọi thứ. Mọi quyết định của em toàn đúng, cái đó mới là vấn đề đó. Đừng có to tiếng với em. Chúng ta đều là những kẻ đáng thương trong tình yêu. Em sẽ không cho ai cướp đi tất cả những gì thuộc về em. Đừng bao giờ để con tim mình bị tổn thương. Nói em vào anh chiếc hôn.